Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về passive của tiếng Đức, một hình thức gọi là thụ động hay còn gọi là bị động. Và đây là bài thuộc về lớp B1, bài 19 trong 26 bài, và ở cái chương 137, tức là trong bài số 19 còn nhiều cái chương khác nữa. Trước tiên chúng ta đặt câu hỏi. Passive theo tiếng Việt nghĩa là gì? Mình có thể tạm dịch đó là một cái thụ động cách hay là một cái bị động cách, tùy theo mọi người hiểu. Trong tiếng Việt đó, người ta dùng cái chữ được hay chữ bị. Được là đương nhiên, mình là người Việt mình hiểu nó là phần thưởng, bị là coi như là phạt rồi. Đó là hình thức diễn tả passive trong tiếng Việt. Nhưng trong tiếng Đức họ chỉ dùng có chữ werden để diễn tả cả được lẫn bị. Và trong bài tới, thầy sẽ dùng chữ passive nhiều hơn là dùng chữ tiếng Việt là thụ động cách, cũng như thầy dùng chữ active nhiều hơn là để nói là tiếng chủ động cách. Thì như hồi nãy có nói, cái chữ werden, cái động từ werden là quan trọng nhất trong cái hình thức của passive. Nhưng werden cũng đóng nhiều vai trò khác nữa. Nếu nó đứng một mình thì nó có nghĩa là trở thành. Thí dụ như tôi trở thành bác sĩ, ich werde Arzt. Nhưng nếu mà mình diễn tả một cái future, tức là một cái tương lai, thì nó lại phải đi theo một cái infinitive, tức là một cái nguyên mẫu ở đằng sau. Còn thí dụ như là ich werde nach Deutschland fliegen. Ich werde nach Deutschland fliegen. Đó, chữ fliegen đứng đằng sau cùng hết tất cả. Và để phân biệt active, khi mình nói về active thì ich lese das Buch, tức là tôi đọc quyển sách. Tôi là người chủ động, tôi là người active là chủ động, tôi là người chủ động lese quyển sách. Ich lese das Buch, đúng không? Nhưng nếu mình nói về passive thì phải ngược lại, das Buch được tôi đọc hay do tôi đọc, cuốn sách được, tức là das Buch wird von mir, tức là của do tôi đọc, wird von mir gelesen. Thì hồi nãy thầy có nói mình dùng chữ động từ werden đi với một cái participe là cái chữ gelesen, thì lúc đó nó trở thành passive. Và das Buch wird von mir gelesen, tức là do tôi đọc. Như vậy cái nguyên tắc của nó là gì? Nguyên tắc chuyển đổi của nó là subject, nó sẽ biến thành object. Subject của câu active là ich, thì nó biến thành object là von mir, đúng không? Và cái verb của câu active là lesen, thì nó sẽ biến thành gelesen, đó, tức là participe. Và trong trường hợp này đó, cái werden này nó chỉ là một cái his verb thôi. Đó là như vậy. Và công thức chuyển đổi như sau. Trong vấn đề active, chuyển đổi từ active sang passive, đúng không? Thì một câu active thì nó do chủ từ, tức là subject, A là subject, là chủ động đối với cái verb này, còn cái này là object. Object này nó gồm có hai phần như đã các em đã biết, nó gồm dative và accusative. Nếu mình lấy một cái object trong passive, mình có thể chuyển đổi một object trở thành subject. Tức là bây giờ B đó là nó biến thành subject. Có nghĩa là mình lấy cái B này, mình chạy qua cái... Mình biến cái B này, nó chạy qua cái B này. Có nghĩa là B bây giờ là subject. Thì lúc đó phải sử dụng cái động từ werden và đi đôi với nó là participe perfect. Mình cũng có thể lấy C làm subject, biến đổi C. Bây giờ biến thành subject. Đó. Mình biến nó đó. Và đây là cái là do ai, do cái gì thì nó là object. Công thức như vậy cho ta thấy cháo hai chữ A và B với nhau, tức là A là subject biến thành B và A được trao đổi với nhau, hoặc là A với C cũng trao đổi được, và verb thì nó sẽ biến thành participe. Đó là cái nguyên tắc của nó, tức là không bắt buộc chỉ được lấy một object mà có thể lấy một trong hai object thôi. Và bây giờ chúng ta lấy một vài thí dụ cho dễ hiểu.
Hiện tại như đã nói, tiếng Việt mình rất là đơn giản, không có phân biệt hiện tại, tương lai, quá khứ. Nhưng tiếng Đức thì nó thay đổi hết tất cả. Nếu mà hiện tại thì là hiện tại. Lấy thí dụ như là active nghe, con mèo bắt được con chuột. Như vậy nó có nghĩa là the cat fangs the mouse. À, thì nói về passive trong tiếng Việt là con chuột bị con mèo bắt, đúng không? Tức là con chuột bây giờ bị con mèo bắt, nó đổ về đâu. Thì lúc đó tiếng Đức nó gọi là the mouse wird von der Katze gefangen. À, tức là mình sử dụng werden và đằng sau là gefangen. Von der Katze, là do con Katze nó bắt. Một cái câu thí dụ thứ nhì là mẹ cho con tiền, là active. Thì biến thành passive là con được mẹ cho tiền. Đó. Thì trong trường hợp này đó, mẹ cho con tiền sẽ là mother, the mother gives us king, gives them king gained. The mother gives them king gained, tức là người mẹ cho đứa bé tiền. Đúng. Thì mình có hai cách như lúc nãy. Cách thứ nhất đó là mình nói das king là một object biến thành subject. Thì nó das king wird von der mother gained, gegeben. Có nghĩa là đứa bé đó được đưa tiền cho từ mẹ nó. Ha. Nếu mà mình dùng chữ gained là một cái subject, tức là thay vì das Kind thì bây giờ das Geld. Das Geld wird von der Mutter dem Kind gegeben, tức là cái đồng tiền đó đó là do mẹ nó đưa cho con. Đó. Và chú ý nha, người Đức á, họ rất nhiều, rất sử dụng cái passive, đó là hình thức lịch sự. Tại vì khi mình dùng passive có nghĩa là coi như mình xin phép người ta, chứ không phải là quyết liệt người ta. Cái sự khác biệt giữa cái tâm tính của một người Âu Châu là chỗ đó, họ dùng passive để diễn tả một hình thức xin phép. Tôi rồi thì ngoài cái hiện tại vừa rồi thì mình dùng cái thì tương lai, như hồi nãy có nói cái chữ tương lai tức là cái future đó là dùng cái chữ werden với lại một cái infinitive. Nhưng thí dụ như là con mèo sẽ bắt được con chuột thì lẽ đương nhiên con chuột sẽ bị con mèo bắt, đúng không? Die Katze wird die Maus fangen, con mèo. Thì lúc đó die Maus bây giờ nó biến thành subject, wird von der Katze gefangen werden. À, cái chữ werden đằng sau này là hiện tượng của future, wird werden. Còn cái chữ gefangen werden nó là biểu hiện một cái passive. À, quy tắc là như vậy, giống như toán học vậy đó. Cho nên một cái ngôn ngữ khoa học thì nó giống như toán học, thay đổi theo đúng cái công thức của nó. À, nếu mình đi với một cái modal verb, mình tức là một loại động từ khiếm khuyết đó. Nếu mình đi với một động từ khiếm khuyết tức là một cái modal verb, mình giống như có thể đó, thì active thì mình nói mẹ có thể cho con tiền, đúng không? Das Kind kann dem Kind das Geld geben. Đó là hiện tượng modal verb. Modal verb là như đã nói, động từ cái infinitive nằm sau cùng. Die Mutter kann dem Kind das Geld geben. Thì khi mình nói về passive là con có thể được mẹ cho tiền. Đó. Thì nói tiếng Đức là Das Kind kann von der Mutter das Geld geben werden. Đó. Cái chữ werden sau lưng này đóng vai trò modal với chữ can, và đằng sau nó đóng vai trò passive. Đó, giống như trang toán học quy tắc đi với can tức là đi với modal về nó phải là infinitive, đi với diễn tả passive thì nó phải là passive. Đó. Passive nếu mình dùng das gehen làm subject thì das gehen can phần kinh đêm kinh kỳ ghê bên về được, chủ yếu của nó là chữ can và ghê ghê bên về được. Nếu mà như đã nói tiếng Việt mình thật sự ra tiếng tiếng Việt cái grammatic của tiếng Việt mình nó quá ấy phát, quá đơn giản đi. Cái sự đơn giản nó làm cho cái đầu não của mình cũng không có làm việc. Trong khi tiếng Đức nó thay đổi theo thời gian, thay đổi theo passive và active, cái đầu não của họ tự động hiểu như vậy, và đó là một cái đầu óc rèn luyện cho con người đã có một cái coi như đã xâm nhập vào cơ thể của họ, trí não họ một cái phân tích vấn đề rồi mà không cần phải giảng nghĩa. Thì như đã nói quá khứ là tiếng Đức nó gọi là preteritum,
Một con mèo đã bắt được một con chuột. Chữ đã, Việt Nam mình dùng chữ đã để bắt được con chuột. Con chuột đã bị con mèo bắt. Dùng chữ đã vào đó. Die Katze hat die Maus gefangen. Trong khi đó, tiếng Đức thì lại bảo là hat die Maus gefangen. Tức là cái chữ bắt nó biến thành chữ fangen, biến thành chữ gefangen. À, con chuột đã bắt. Die Maus wurde von der Katze gefangen. Trong trường hợp này á, cái chữ wurde này nó biến chữ werden, quá khứ của nó, preteritum của nó là wurde, cho nên nó đóng vai trò preteritum đi với lại gefangen. Gefangen đi với wurden là một passive và wurden ở trong preteritum. Mẹ đã cho tiền hôm qua, hat das Kind dem gestern gegeben. À, tức là ngày hôm qua. Chữ gegeben này á, nó là participe, nhưng trong trường hợp này đi với haben thì nó là vergangenheit, tức là quá khứ preterite. Nhưng nếu nhưng nó bắt buộc đi với lại werden thì nó sẽ trở thành passive. Cho nên Mutter hat dem Kind gestern gegeben, thì das Kind wurde von der Mutter gestern gegeben. À, chữ wurde này báo tin cho biết đó là vai trò quá khứ và nó đóng vai trò thứ nhì đi với gegeben để biết rằng là passive. Cho nên chữ wurde đóng hai vai trò, vừa là quá khứ vừa là passive. Hoặc là nếu mình dùng das Kind làm subject thì das Kind cũng vậy, wurde von der Mutter dem Kind gestern gegeben. Ha. Cho nên ta thấy trong một cái preteritum đó, người ta chỉ cần biến đổi chữ werden thành chữ würden để giải nghĩa đó là preteritum. Trong cái thời kỳ tiền quá khứ, tức là chuyện mình không biết lúc nào xảy ra, nhưng mà nó xảy ra trước quá khứ nữa, có những hành động theo thứ tự trước khi nó xảy ra đã có chuyện khác xảy ra rồi, người ta gọi là tiền quá khứ, trước của quá khứ. Thì mình kêu cái câu cái hiện nay mình không có giảng nghĩa về plus cam perfect mà giảng nghĩa cái passive trong cái thời điểm plus cam perfect thì như thế nào. Con mèo đã bắt được một con chuột, thì cái là một con chuột đã bị con mèo bắt. Chuyện đã này tiếng Việt mình nó không có cái phân biệt giữa plus cam perfect, tức là tiền quá khứ hay cái gì cả, cho nên câu này câu sau nó cũng giống nhau hết. Die Katze hat die Maus gefangen, đúng không? Cái người kia nó giải nghĩa là die Maus ist von der Katze gefangen worden, cái chữ worden đằng sau này. Đó, cái chữ is worden đó là diễn tả của cái tiền quá khứ. Đó, các em thấy không? Cái công thức về về grammatic ở trong tiếng Đức nó có một quy luật gọi là giống như toán học vậy đó, mình phải làm như vậy. Chứ không thôi là cái câu văn của mình nói, người Việt Nam mình lúc mà sang Đức không nắm được cái grammatic chuyên môn dùng chữ present, tức là nói chuyện hiện tại, dù cái chuyện nó đã xảy ra cách đây gọi là quá khứ lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn cứ dùng hiện tại để nói cho họ biết. Là tại vì người Việt Nam mình cứ nghĩ là thêm chữ đã vào là nó thành quá khứ, mà trong tiếng Đức không có chữ đã. Nếu có chữ đã cũng vẫn phải chia theo cái động từ theo vergangenheit, tức là theo theo cái từ quá khứ. Bây giờ active, mẹ đã cho con tiền. Passive, con đã được mẹ cho tiền. Mutter hat dem Kind Geld gegeben, đúng không? Passive, das Kind von ihm gegeben worden. Đó. Cho nên phải hiểu, nếu mà trong tiền quá khứ thì phải is worden. Passive, das Kind ist von der Mutter dem Kind gegeben worden. Đó. Nói tóm lại, cái chữ werden nó biến thành is worden. Nha. Và bây giờ chúng ta hiểu thêm khi nào được đem cái chữ ra đằng đầu. Cái mục đích của một mình đảo cái đó ra đằng đầu câu thì mình muốn tầm quan trọng của nó được nâng lên. Cũng vì lý do đó mình phải hiểu rằng là khi mình muốn nhắc cái gì, nhấn mạnh cái gì thì đem ra đằng đầu. Das Buch wird von mir gelesen, có nghĩa là quyển sách này nè là do tôi đọc. Das Haus wird im Jahr gebaut, có nghĩa là cái nhà này á, là
được xây năm 2000. Đó là mình nhấn mạnh cái nhà này. Nhưng nếu mình nói ngược là im Jahr 2000 wird das Haus gebaut, nghĩa là nhấn mạnh là năm 2000 cái nhà này mới được xây. Tức là nhấn mạnh cái gì thì đem cái đó ra đằng đầu. Bây giờ chúng ta làm một vài uy bùng để cho các em biết. Udo raucht eine Zigarette. À, thì đương nhiên cigarette wird von Udo geraucht. Mình làm passive của nó. Describe Udo einen Brief. Đây nó có hai object. Object thứ nhất là Udo, object thứ nhì là ein Brief. Các em muốn đổi cái nào cũng được hết. Chữ X này nó biến thành von mir. Còn kia là đổi. Udo bring from Müller einen Blumenstrauß. Thấy chưa? Ở đây cũng có hai object. Thứ nhất là from Müller, tức là dative. Thứ nhì là Blumenstrauß, tức là accusative. Thì các em cũng có thể dùng như vậy. From Müller đi đằng trước. Nhá. Würde gebracht. Udo hat mir nichts geantwortet. À. Hat mir nichts. Ich bin von Udo nichts geantwortet. Oder ich würde. Ich würde. Cái này là Vergangenheit. Ich würde. Cái này là Präsenz. Cái này là Präsenz. Cái này Präsenz. Tức là Udo raus the presence, Udo bring presence, ich schreibe presence. Nhưng mà câu số 4, Udo hat mir nichts geantwortet, nó là Vergangenheit, tức là quá khứ. Số 5, heute essen wir hier bis 20, tức là cũng là presence luôn. Số 6, wir müssen die Rechnung bezahlen, cái này là modal. Em nhớ, müssen là modal. Số 7, wir beobachten die Kinder, cái này là beobachten Kinder, cái này là cũng là presence. The Kinder sind von uns beobachtet werden. Cái này là như vậy, nếu muốn là cái này thì phải là wir beobachteten, thì lúc đó à, cái câu số 8 nó không dính dáng đến câu số 7 cả. Cái câu này đó là thuộc về là wir sind von uns beobachten. À, số 8 này đó là cái passive của số 7. Udo's Vater nimmt eine Karte nach Berlin gegeben. Cái này cũng hai object, ihm và Fahrkarte. Mình und Thuy werden diese Übung ohne Fehler schreiben. À, chỗ này chỉ có một object thôi. Mà phải nhớ nghe, werden schreiben, đó là future, phải phân biệt đó. À. From hat Udo gestern eine Karte geschickt. Cái này là Vergangenheit, tức là quá khứ, preteritum á. Đó, thì đây nói như vậy. Đó thì đó là tạm tạm cho vấn đề passive. Các em muốn học thêm, các em phải uy bình nó, phải làm việc nhiều với nó thì sẽ quen thôi. Chào các em, hẹn các em trong bài kế tiếp nha.